Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Dành cho những ai mà đây là lần đầu các bạn xem qua những cái video trên channel của mình thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ làm những cái reaction cho những bài nhạc hip hop là nhiều hơn. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta tới với phần intro thôi nào. Let's go baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho cái bài hát mới của Dick Ziok. Mình không biết đọc như thế nào là đúng. Ngắn, bài hát tên là Cạm Bẫy trong cuộc thi The Rap Game bởi Bạn Có Tài Mà và game Free Fire. Thì những cái vòng trước đó thì cái lý do mà mình không làm reaction và có rất là nhiều bạn nhắn tin cũng như là comment ở phía bên dưới là mình làm cái reaction đi mà mình làm không được là tại vì trước đó mình bị COVID và cái giọng của mình nó rất là khó chịu cũng như là mình không có giao tiếp cũng như là nói chuyện nó bình thường được, nên là rất mong các bạn thông cảm. Nhưng mà khi mà mình bị và những cái phần thi trước đó, những cái bài hát trước đó có ra mắt thì mình có nằm ở nhà mình xem và mình khá là ấn tượng, và mình nghĩ là cái người mà để lại ấn tượng cho mình nhiều nhất luôn đó là Ziok, cái vờ của Ziok hay là Ziok gì đó, mình nghĩ là chắc là mình đọc là Ziok đi ha cho nó dễ, nếu mà mình sai thì mình mong là các bạn thông cảm cũng như là cứ comment ở dưới cho mình biết là mình đã đọc sai và cái cách đọc đúng tên của cái bạn này là như thế nào để mình rút kinh nghiệm ở những lần sau. Ok, thì như mình nói, người mà để lại cho mình cái ấn tượng nhiều nhất đó là Ziok, và cái verse của Ziok kiểu làm mình kiểu mind blow, kiểu rất là bất ngờ khi mà trước đó là mình, cái bài đầu tiên, mình nghĩ là cái bài đầu tiên mà duy nhất mình nghe của Ziok là trong cái bài hình như là Cơ Đồ hả, cái bài hình như là Cơ Đồ thì phải, hát chung với lại Chiến Nhất Lan gì đó, thì mình rất là ấn tượng ở bài đó rồi. Và mình không nghĩ là khi mà lên cuộc thi nào mà Ziok kiểu delivery một cái verse nó rất là căng luôn, thì mình rất là, trong ba bài ở trong chung kết thì mình rất là mong cái phần thi của Ziok, mình mong nhất là phần thi của Ziok luôn. Và không có thời gian nữa, bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, thì trước khi bắt đầu thì như những cái video trước đó thì always stay hydrated, luôn luôn phải uống nước. Nếu mà các bạn đang có cái chai nước của mình đang sát bên mình, cầm nó lên và uống đi. Ok. Đây không phải là quảng cáo mà mình gọi là nhắc nhở các bạn về cái việc mà uống nước mỗi ngày cũng như là nó uống nước nó sẽ có tốt cho cái sức khỏe của các bạn. Ok, let's go. Yeah. Bạn có tài mà. Ngắn Ziok. Ziok, đúng rồi, mình đọc đúng rồi. Này ấy nơi căn phòng đấy phía sau là khói mơ màng. Mày có biết cuộc đời chỉ là những kèm bẫy. Anh dương vụt tắt, tôi lại cảm thấy ở trong đầu có quá nhiều điều. Bạn có thể mà Free Fire. Không ai có quyền được lựa chọn nơi mà mình được sinh ra, sâu trong bóng tối đám thanh niên giẫm lâm kim tim và bình đá. Ai cũng có những giấc mơ của mình và nó thường không giống nhau. Khi bạn của nó chìm trong ma túy, của nó chìm trong đồng flow. Mày muốn trở thành game thủ, tao muốn trở thành rapper. Mày không hiểu được vực thẳm cho đến khi đứng sát bờ. Mày có hiểu được cái giá của những đồng tiền mà mày tiêu. Mày có hiểu được những nỗi đau của những con người mà mày tiêu. Mày cũng giống như tao, I don't wanna see. Chỉ một cái xã hội đang khiến tao phát điên. Tao muốn mình vượt qua, không bị ai ngăn cản. Thêm một chút ánh sáng để thêm một mai can đảm. Và dù gửi dành tôi bằng ánh mắt của một kẻ lưu manh, tao trả lời họ bằng cách cầm máy rap bên trong phòng tu thanh. Cuộc chiến như lúc nhạc và chàng nghệ sĩ đang xóa bằng dư âm. Lại trở thành một cư ca, không mất nếp và hư thân. Và tao muốn được tự do như làn gió. Thích gì thì làm đó, thích nghi với màn khó. Đó là tao, sao đâu underground. Sao đâu cho những người anh em đã từng lớn lên cùng tao. Tại nguyên sao đi xin gang, thì không đi hợp lý chung gang. Anh đừng có cho việc rap, cho những người trên TV xem. Không được xét, sao lèo và up làm ăn hợp pháp. Nhắc lên được top, nắm được top mày 30 chất. Gọi tao là DVCTM. Gió quá lớn, khiến ta ngã nghiêng. Về con sông cuốn trong trên cánh thuyền. Cuộc sống khốn khó lênh đênh biển khơi. Phải là bao nhiêu lâu ta mới về đất liền. Họ muốn sống sướng cho thành đại gia.
trước đó là mình trước khi mà mình làm cái reaction này thì mình đã có làm cái reaction cho cái phần cái bài hát của ICD Lore và bài hát của Minh Lai với lại Freaky rồi, thì thực sự là mình nghe mới giữa bài hát này thôi, phân nửa cái bài hát này thôi, mình nghĩ cái bài này sẽ là cái bài chiến thắng rồi đó, for sure luôn. Damn, đích kiểu delivery một cái con verse kiểu wow, nói về cuộc đời, sao đó cho anh em, sao đó cho những cái tổ đội khác, và wow, rất là đỉnh. Wow, một cái tràng pháo tay cho Đích, công nhận là như vậy, cũng như là cái phần gọi là gì vậy? Phần hát cổ ngắn nữa, nó rất là hợp với con beat luôn, nó rất là kiểu không có còn gì còn gọi là phù hợp hơn mà khi mà để ngắn hát cái phần này cả. Wow, nghe nó rất là nổi hết da gà luôn á. Và cái verse tiếp theo là các bạn biết đến ai rồi đó, đến Ziot rồi đó. Thực sự luôn mình nghĩ là Ziot là một cái tên mà khá là tiềm năng ở thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai luôn. Mình nghĩ là sau này nếu mà Ziot làm tốt thì Ziot có thể nổi lên và sẽ level up lên rất là nhiều luôn. Và let's go. Damn. Cuộc sống khốn khó lênh đênh biển khơi, phải là bao nhiêu lâu ta mới về đất liền. Họ muốn sống sướng trở thành đại gia, chìm trong đô la có xe có nhà. Cũng phải cám dỗ ở bên cạnh ta, vậy thì bao nhiêu lâu mới thoát được đang ra. Đang nửa đêm chơi nhạc căng không cần phải giảm nhỏ, mang theo tài năng như đôi bàn chân tao luôn được trải thảm đỏ. Đâu cần phải quá hoa trường, không si mê vài đóa hoa thơm. Nhưng ta chỉ thích ngồi phán xét, tưởng ra đời mà hóa ra non. Nơi bị tao cũng dành một bước chân đi của đấng nam nhi tỏa trí tăng bồng. Ra xã hội và thích nghi tiếp tục đến khi mà vì căng phòng nam tiến để gặp anh tao đích kỳ. Tập quen với những lời chỉ trích đi, hơi mệt và khói đang phủ kín căn phòng. Liệu tao đi tìm tự do hay tìm kiếm tham vọng nơi những cuộc tử chiến? Bọn họ đang tự tiêu diệt lẫn nhau trên thương tàn ra đủ biến. AK rồng xanh là cách ta dẫn flow như là bông sen thối khiết trong đầm. Để mua tâm huyết phải viết sâu dần, bước vào chung kết cùng anh em thân thiết, nét tô điểm xuyên vào kiếp phong trần. Cuối cùng thì ai được vui, ai cũng mang gánh nặng trên vai ngược xuôi. Lúc vấp ngã chọn sai cuộc chơi cũng tan như giọt sương mai mà thôi. Trên cao tầng gió trong mình thả rơi, thoát khỏi ngục tối linh hồn lẻ loi. Một đời nào không muốn cái kết cục đó, ung dung thư thái phiêu bồng là lời. Cuối cùng thì ai được vui, ai cũng mang gánh nặng trên vai ngược xuôi. Không quên người cạnh tao khi đói, chỉ cốc trà đá và hai hộp xôi. Ngày đêm luân chuyển cùng thời gian trôi, phải đến bao lâu mới hết vòng đời? Thế gian rộng lớn mà sống để đi, những cú ngã đau để biết lòng người. Gió quá lớn khiến ta ngã nghiêng, về con sóng cuốn trông trên cánh thuyền. Cuộc sống khốn khó lênh đênh biển khơi, phải là bao nhiêu lâu ta mới về đất liền. Họ muốn sống sướng trở thành đại gia, chìm trong đô la có xe có nhà. Vòng xoáy cám dỗ ở bên cạnh ta, vậy thì bao nhiêu lâu mới thoát được ra. Ủa, kết thúc gì mà kiểu cục xúc vậy? Đó. Wow. Trước tiên thì wow, cái bài này kiểu nói về những cái thực tế trong cuộc sống cũng như là cái verse của Ziot thì cũng để cho mình cũng khá là nhiều ấn tượng đó, tại vì mình rất là thích cái nhất là về cái giọng của Ziot này, nghe rất là trầm và rất là lực luôn. Tưởng tượng Ziot kiểu làm một cái verse mà diss các bạn đi, kiểu như là sát thương luôn á. Và cái con verse của Ziot khá khá mình nghĩ là ở cái mức tầm mình chấm ha, chắc là làm 8 điểm. Còn về cái verse của Dick á, thực sự là mình không có nghe nhiều những cái bài nhạc của Dick, tại vì kể từ cái bài gì mà cái bài gì buồn buồn mình quên tên mất tiêu rồi nhờ. À, mình vừa mới ngồi sợ là cái bài đó. Cái bài hát tên là Ghé Qua, mình nhớ rồi. Trước đó mình rất là thích Dick. À, thích Dick. Mới nói cái gì vậy? Trước đó mình rất là thích, má thích Dick. Trước đó mình rất là thích rapper Dick. Từ cái bài Ghé Qua là kiểu mình vừa vừa ghét mà vừa vừa ghét mà vừa kiểu rất là thích luôn, tại vì cái bài nó rất là buồn luôn. Nếu mà các bạn đã nghe qua rồi thì nó rất là buồn, và ở cái thời điểm mà nó ra mắt thì nó rất là phù hợp với cái tâm trạng của mình, nên là mình kiểu nghe mà mình buồn rất là nhiều, cũng như là mình cũng có tí xíu khóc đó. Nhưng mà kể từ cái bài hát đó về sau thì mình không có nghe những cái bài hát của Đít nữa, tại vì mình rất là sợ khi mà nghe chúng những cái bài nó có cái vibe buồn như vậy.
thực sự là cái verse của Đức ở trong cái bài Ghé Qua nó rất là buồn luôn. Và đến hiện tại, nếu mà mình không nhớ, trước đó là cái rap game Cypher có Đức, thì đây là cái bài mà tiếp theo mà mình nghe Đức sau một khoảng thời gian dài, và Đức làm mình không hề thất vọng, cũng như là cái verse của Đức trong bài này quá hay luôn. Mình phải công nhận là như vậy. Và cái sự kết hợp giữa của Đức ngắn trong cái phần hát và của Ziok nữa, holy shit, cái đội này mà không vô địch thì ai vô địch nữa bây giờ. Tại vì trước đó mình cũng đã có xem qua cái hai cái bài hát kia rồi, và mình đã làm xong cái reaction rồi, và nếu mà các bạn chưa check qua thì các bạn có thể xem qua nhé. Và sau khi mà xem qua ba phần trình diễn thì cái bài này là để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất, cũng như là mình thích nhất. Mình nghĩ là mình sẽ nghe lại cái bài này for sure luôn. Và theo cá nhân mình dự đoán là cái bài này sẽ là cái bài chiến thắng trong cái vòng chung kết. Mình không biết là sau cái tuần này sẽ có thêm cái vòng nào nữa hay không, nhưng mà đối với mình thì cái bài này is the winner, ok? đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Có thể là các bạn sẽ thích những cái bài hát kia hơn, mà mình sẽ không có tranh cãi về cái việc đó. Và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Và nếu ai muốn xem lại cái bài hát này, hoặc là chưa xem qua cái bài hát sản phẩm gốc này, thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào, ok? Và mình kế xuống một xíu thì các bạn sẽ thấy một vài đường link của Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì nếu các bạn có thương mình thì cho mình follow và một like nhé. Và kênh TikTok của mình là mình vừa đăng một cái video lên rồi, và mình nhận được khá là nhiều sự hưởng ứng từ các bạn, và mình rất là cảm ơn vì cái việc đó. Và như mọi khi, mình chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Mình mong là mình đã đem lại cho các bạn những cái năng lượng tích cực. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Và như mọi khi, peace and I'm out. Bye guys.